Alo, tài chỗ tài. Hải à? Bây giờ chị em nha, mai em đi diễn nha chứ. Để xa xa lên hứng. Giờ sao giới thiệu. Chị em đi mà. Em cầm cái địa chỉ gì thả cho rồi em nhìn thấy. Bánh ra. Bánh ra, bánh nó ra. Ồ, dạ thấy của ông Ben đúng rồi ạ. Dạ thấy của em là sao em? Làm gì đó thì chủ yếu cách cầm quán chúng ta đi mượn thử mình. Nhưng mà giờ phải làm sao để cho nó lật? Tôi em mới thử thôi. Cái vòng nó lật lại. Chỗ lật cái vòng một vòng đúng không? Chỗ cái vòng này lật một vòng đúng không? Ê, mượn đi. Tại em mượn không có tin được. Nó không có nghe, thằng kia nó không có nghe. Nào thôi. Thử. Từ sau em có là người thông minh. Ờ. Này này cái gì vậy bên? Thả xuống. Gì vậy? Em đang thả được này, cái đưa cho thằng này thả này, chị đảm bảo nó làm thả được này. Em đang nghiên cứu. Ờ tao thấy rồi nè. Không phải. Tao thấy nó không nằm ở cái chỗ đó. Tao thấy cái chỗ đó rồi nè. Nhưng mà nó không nằm ở cái chỗ đó. Mày làm cái gì vậy? Nó đúng rồi. Nó còn dính mà. Nhưng mà nó như vậy đó. Mày hiểu chưa? Nhưng mà mày không phải làm vậy. Phải làm nhanh hơn nữa hả? Cái tay mày lật cái tay. Không phải vậy. Nó ở cái chỗ. Nó ở cái chỗ mà còn giống như chị ở vậy. Ý là phải tay lúc mà mày cầm mày thả xuống á, mày ngón trỏ mày lật cho cái vòng đó, nó xoay một vòng rồi nó lật lên như thế này. Vậy hả? Vòng này nghe đúng không? Đúng rồi. Đúng kìa. Nó tầm bậy nữa rồi. Mà chồng làm được. Đưa những mặt lên đây mày làm được. Mày làm được thì đảm bảo nó làm được. Đúng nha. Tao vui nha. Tụi mày nói rất nhiều á, không phải mà. Như mày nói là một chuyện mà làm hay không được chuyện là chuyện nha. Dùng dữ ấy. Lần đầu là dữ ấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây nè, nhìn tay chị nè, em sẽ học. Em là người thông minh, khá thông minh. Em cũng thông minh mà. Học bánh kho mà chị. À, hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi, nhưng mà phải tập hơi làm hơi lâu quá bây giờ. Tập làm hơi lâu á. Do chị để cho chị xây cái vòng làm sao á. Xây cái vòng. Cảm ơn chị. Hiểu rồi. Xây đủ vòng lại rớt thôi. Hiểu rồi chị. Hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi đúng không? Giờ cho. Rồi nhưng mà chưa làm được. Dạ. Mua rồi mày nè. Đúng rồi. Mày chưa mua đấy. Còn mới mày em tay mua cho chị xây. Em không mua mà. Mua tay nữa. Chị chạy em thảo luôn. Thảo luôn. Em cầm được thảo luôn. Chơi với trò này. Cái bộ ba đó em cũng biết. Bộ ba đó chưa có một bộ. Bộ ba là chỉ cắt một khúc ở chơi này đúng không? Mày là phải mắt hết mày. Ở vui mà. Đây là có cái hộp cắt thuốc nữa. Đấy là em là ở dân Sài Gòn biết đúng không? Em ở đây ở dân Sài Gòn nào. Vô Sài Gòn á, lại thấy nó làm đúng một cái trò vô hồi nãy chị giấu.